Quý vị thân mến, thực ra rất khó cách nghĩa tính đàn bà, nhưng nó được hiểu nôm na là những đức tính thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn đàn ông. Người ta thường gọi là tính đàn bà không có nghĩa là chê bai phụ nữ, mà để toát lên sự khác biệt quá lớn so với những đức tính đáng lẽ nên có ở người đàn ông. Theo quan niệm từ xưa đến nay của mọi người, đàn ông phải là người rộng lượng, nghĩ thoáng, dễ tính, không so đo, mà luôn quảng đại, ga lăng. Chính vì vậy, nếu có những đức tính đi ngược lại đức tính trên, thì người đàn ông bị coi là người có tính đàn bà. Tuy nhiên khi yêu, người ta thường mất lý trí. Vì vậy, thay vì thấy anh ấy có tính đàn bà, có thể chị em lại thấy anh ấy là người cẩn thận, biết quan tâm tới mọi người, mọi việc. Nhưng cũng có không ít trường hợp sau này, khi đã là vợ chồng rồi, chị em mới thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng vì cái tính biết quan tâm của chồng. Vì thực ra đó là tính đàn bà. Một nhà văn đã từng nói, cuộc sống là một canh bạc lớn. Khi yêu, người phụ nữ nào cũng mong mỏi cuộc đời ổn định và hạnh phúc. Quá trình tìm kiếm bạn đời của một người phụ nữ thực ra là đang đặt cược hạnh phúc của mình. Nếu chọn đúng người, cuộc hôn nhân của bạn sẽ đi đến bờ bên kia hạnh phúc với sự nỗ lực chung của cả hai bên. Nếu bạn chọn sai người, cuộc hôn nhân sẽ để lại cho bạn nỗi thất vọng và cô đơn vô tận. Vì vậy, bất cứ lúc nào bạn cũng phải tìm hiểu cẩn thận xem tính cách của đối phương có đáng để giao phó hay không. Nói chung, nếu một người đàn ông có 8 hành vi này thì hầu hết đều có tính xấu. Bạn nên tránh xa anh ta, cho dù bạn có yêu anh ta nhiều đến thế nào. Thứ nhất, nói mãi một việc khiến anh ta không vừa ý. Chẳng phải tự nhiên mà người ta ví phụ nữ như những con vịt, đó là vì phụ nữ nói quá nhiều. Đây là một trong những điểm khác biệt lớn giữa đàn ông và phụ nữ. Đàn ông thường nói ít nhưng dứt khoát, một là một, hai là hai. Chính vì vậy, người đàn ông nào nói sai về một vấn đề nào đó, nhất là vấn đề anh ta không hài lòng, thì sẽ bị coi như là có tính đàn bà. Thực ra không phải lúc nào nói nhiều cũng bị cho là xấu, bởi nó có nhiều cấp độ khác nhau. Nhưng nói nhiều tới mức khiến người khác phát chán lên, hoặc nói đi nói lại một vấn đề người khác không muốn nghe nữa, thì sẽ trở thành vô duyên. Đàn ông nói nhiều là những người hay để ý, chấp nhặt đủ thứ chuyện, bởi họ từ trước đến giờ vốn được đặt cách nói ít làm nhiều. Và từ chỗ hay để ý chấp nhặt, anh ta sẽ dễ dàng có thêm đức tính ngồi lề đổi mách, kể xấu hết người này người nọ. Đây là đức tính mà hầu hết phụ nữ cũng ghét ở đàn ông. Thứ hai, tính toán từng đồng từng cắc. Trong mắt hầu hết mọi người, sự tính toán chi li về tiền bạc chỉ có thể gặp ở phụ nữ, bởi vốn dĩ họ được coi là tay hòm chìa khóa của cả gia đình. Người đàn ông thường rộng rãi hơn về mặt tiền bạc. Nói như vậy không có nghĩa là đàn ông không được tính toán khi chi tiêu. Với những người đàn ông chi tiêu hợp lý, không vung tiền cho những thứ xa xỉ hoặc không cần thiết, thì được coi là tiết kiệm cho việc lớn. Nhưng những người đàn ông tính toán tới từng đồng, ngay cả khi đi chơi với người yêu, thì không thể coi là biết tiết kiệm, mà phải là keo kiệt. Không có nguyên tắc khi đi chơi, người đàn ông luôn phải chi trả tất cả các khoản. Nhưng hầu hết các trường hợp, người đàn ông sẽ để bạn gái của mình đóng góp tùy ý, chứ không phải nhất thiết chia ra cho thật sòng phẳng. Nếu anh chàng người yêu của bạn có tư tưởng ai dùng thì tự trả, hoặc chia số tiền phải thanh toán đến triệt để, thì bạn nên cân nhắc. Vì rất có thể anh ta chính là người thuộc nhóm đo lọ nước mắm đến củ dưa hành về sau này. Thứ ba, tính thủ dai. Gọi là thủ cho to tát, chứ hiểu đơn giản là sự để bụng và không quên bất cứ điều gì ảnh hưởng đến mình. Phụ nữ thường như vậy, dù có ác ý muốn trả thù hay không, người phụ nữ cũng ít khi quên mọi chuyện trong cuộc đời mình, nhất là khi bản thân mình phải chịu thiệt thòi. Nhưng đàn ông thì khác, chỉ trừ những chuyện quá sâu sắc, ảnh hưởng quá lớn tới cuộc sống của họ và cần phải giải quyết thì họ mới lưu tâm về lâu dài. Còn những chuyện nhỏ nhặt, thiệt thân một chút nhưng không có hại thì họ thường bỏ qua. Thế nhưng không phải anh chàng nào cũng làm được như vậy.
Còn những người đàn ông bị bạn bè chơi khăm một chút, anh ta quyết tâm trả đũa bằng được. Khi bị người yêu chê bai một câu, anh ta cũng phải nhớ để chê lại người kia câu khác. Bị ai đó vô tình làm bẽ mặt, anh ta cũng tìm cơ hội làm bẽ mặt người kia. Người đàn ông có đức tính như thế này được coi là có tính thủ dai. Mà đặc điểm nổi bật nhất của anh ta là bao giờ cũng phải ăn miếng trả miếng, không nhượng bộ hay bỏ qua bất kỳ điều gì. Bạn đừng vì thấy anh ta luôn nhớ mọi chuyện mà cho rằng anh ta có trí nhớ tốt. Thấy anh ta lặp lại những việc gì đó với người khác thì cho rằng anh ta sòng phẳng, bởi nhiều khả năng anh ta có tính thù dài như đàn bà. Thứ tư, đàn ông hay soi mói. Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống thường xuyên bị người yêu chỉ trích về những lỗi rất nhỏ như không để đồ đạc đúng nơi quy định, nói to khi ăn, cười to khi xem phim, thậm chí ngay cả khi tóc bạn bị rối do gió mà chưa kịp vuốt lại cũng bị anh ấy quy kết cho tội lôi thôi không gọn gàng. Ban đầu có thể bạn cho rằng anh ấy là người tinh tế, để ý tới từng chi tiết nhỏ và muốn bạn hoàn thiện mình tốt hơn. Sau một thời gian, bạn sẽ nhận ra rằng anh ấy quá vô lý và soi mói quá mức cần thiết. Bạn nhận ra rằng anh ấy để ý khó chịu với những cái hết sức bình thường, không ảnh hưởng đến ai. Và việc anh ấy đổ lỗi cho bạn, chỉ trích bạn vì những chuyện như vậy khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Bạn luôn phải dè chừng và làm mọi thứ hoàn hảo 100% để không làm mất lòng anh ấy. Nhưng thực tế thì bạn chẳng bao giờ thành công. Nếu người yêu bạn có dấu hiệu như vậy thì hãy suy nghĩ lại, vì anh ấy thực sự quá đàn bà. Sự soi xét chỉ trích sẽ không bao giờ dừng lại, cho dù hai bạn có kết hôn. Sau này khi thành gia đình, có con cái, bạn sẽ nhận thêm áp lực từ anh ấy trong việc làm sao để vừa là người vợ hoàn hảo 100%, vừa là người mẹ tuyệt vời 100%. Chắc chắn sẽ có lúc bạn muốn nổ tung vì những thứ rất vớ vẩn. Thứ năm, hoành hoàng bản thân có trí tuệ hơn người. Một người đàn ông bản lĩnh không bao giờ tỏ ra thiếu hiểu biết, tài giỏi hơn người, vì họ luôn có tinh thần học hỏi, luôn khiêm nhường để không ngừng hoàn thiện bản thân. Ngược lại, đàn ông kém cỏi lại hoành hoang bản thân tài trí hơn người, như chiếc thùng rỗng kêu to. Họ chỉ thích khoe khoang phô trương bản thân mà thôi, nhưng họ càng nói sẽ càng lộ khuyết điểm. Với người đàn ông này, họ luôn muốn được phụ nữ ngưỡng mộ, muốn chinh phục nhiều người khác. Liệu bạn có chấp nhận người đàn ông của mình như thế này không? Thứ sáu, thích kiểm soát. Đàn ông thích kiểm soát thường có tính gia trưởng, hay nghi ngờ, ghen tuông vô lý. Anh ta luôn muốn lấn át bạn, nắm mọi thứ trong tay và yêu cầu mọi người phải theo ý anh ta. Anh ta không quan tâm bạn muốn gì, chỉ ích kỷ cho bản thân. Phụ nữ nếu chọn người đàn ông này luôn có cảm giác nghẹt thở, như bị giam cầm, không thể sống theo ý mình. Thứ bảy, không bao giờ nói xin lỗi. Một người đàn ông bản lĩnh luôn nói lời xin lỗi khi họ biết mình sai, vì họ hiểu rằng để giữ mối quan hệ được lâu dài thì luôn cần sự hối lỗi. Người không nói được lời này càng chứng tỏ anh ta chỉ yêu bản thân, ích kỷ, thiếu tinh tế trong tình cảm. Nếu yêu người đàn ông như vậy, phụ nữ sẽ phải chịu nhiều ấm ức thiệt thòi. Thứ 8, tính gia trưởng. Khi sống cùng người đàn ông gia trưởng, bạn sẽ có cảm giác như bị giam cầm trong hôn nhân. Biểu hiện là anh ta luôn muốn nắm mọi thứ về bạn, áp đặt suy nghĩ lên bạn, không bao giờ cảm thông lắng nghe. Tệ hơn, người đàn ông này còn có thể dùng cách la mắng, bạo lực để đàn áp bạn. Bữa trước, nghe cô bạn thân đại học sụt sùi tâm sự. Lúc yêu nhau, chồng cô luôn ân cần chu đáo, lo cho cô từ A đến Z, thường xuyên tặng quà và thi thoảng lại chuẩn bị những bất ngờ nhỏ. Thế nhưng sau khi kết hôn, có lần hai người cãi nhau, trong lúc nóng giận, chồng cô không tiếc tay tát thẳng vào mặt cô. Thời khắc cái tát vào mặt cũng là lúc cô rụng rời. Không thể tin được, người đứng trước mặt mình chính là người đàn ông đã từng chiều chuộng cô như bà hoàng. Chuyện cô bị chồng đánh không chỉ xảy ra một lần,
tại sao mới lấy nhau chưa đầy một năm mà tính tình trong cô ấy lại thay đổi lớn đến vậy, giống như một người hoàn toàn khác. Khi yêu nhau, anh ta ân cần chu đáo, đó là mặt tốt nhân phẩm, còn mặt xấu nhân phẩm lại là một người đàn ông bạo lực. Bạn có thể kết hôn với ai đó, đừng nhìn mặt tốt nhân phẩm, mà hãy nhìn mặt xấu nhân phẩm của họ. Đừng nhìn những lúc họ đang ở trong trạng thái tốt nhất, mà hãy quan sát họ trong những lúc tồi tệ nhất, để xem bạn có thể chấp nhận hay không. Nhìn người đừng nhìn lúc họ được, hãy nhìn những lúc họ mất. Tức giận là lúc bản chất con người được bộc lộ rõ rệt nhất. Rất nhiều người nhìn bề ngoài rất nhã nhặn, lúc nào cũng tươi cười, nhưng đó chỉ là lớp phấn bảo hộ của họ khi đối nhân xử thế. Nếu muốn biết bản tính thực sự của họ, hãy xem những lúc họ nổi giận, bởi đó là lúc họ bộc lộ bản tính thật của mình. Nhìn rõ bản chất một người giống như việc tiêm một liều vaccine phòng bệnh cho tâm hồn, giúp chúng ta hiểu rõ hơn ai đáng được kết giao và những ai nên phải giữ khoảng cách.